Dạ A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính thưa chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Thiện Thần, Hộ Pháp, tận hư không, biến khắp pháp giới và tất cả hữu duyên chúng sinh. A Di Đà Phật. Chúng con kính thưa quý thầy, quý cô, quý sư phụ, quý huynh đệ đồng tu tỷ muội và toàn thể quý khán giả yêu thương. Chúng con thành kính tri ân đạo tràng của cô đạo tràng hư không và đạo tràng của cô Nguyễn Thị Minh Thúy đã ủng hộ cho quần áo và một bức tranh địa tạng A Di Đà Phật. Chúng con cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chúc phúc cho đạo tràng bằng sự như ý tâm nghị sự thành. Thành kính tri ân. Xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chuyến từ thiện tại Bảo Lộc lần thứ hai cho trẻ em và người già tại biên núi tại Bảo Lộc ạ. Chúng con cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Xin chúc phúc mọi người. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật.